Thưa quý vị, trong kháng chiến chống Mỹ, quân dân Bầu Bàng đã trải qua nhiều trận đánh ác liệt và đã giành được chiến thắng tại nhiều căn cứ quan trọng, trong đó có chiến thắng Bóc Cây Trường. Ngày nay, thế hệ trẻ Bầu Bàng thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn tại khu di tích này để ôn lại truyền thống những trang sử vàng của địa phương. Chiến thắng Bóc Cây Trường gắn liền với sự kiên cường, mưu trí, dũng cảm của quân và dân Bầu Bàng, trong đó có tấm gương anh hùng Trừ Văn Thố. Đến nay, ký ức hào hùng ấy vẫn hiện hữu đầy đủ ở nhà tưởng niệm và khu di tích chiến thắng Bóc Cây Trường tại xã Trừ Văn Thố. Bên trong di tích trưng bày những di vật, tranh ảnh, những cuốn sách nói về trận đánh, về tấm gương anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố và một bức phù điêu có kích thước lớn thể hiện nhiều nội dung từ việc quy tụ sức mạnh quân dân, ra sức chiến đấu cho đến ngày chiến thắng và niềm hạnh phúc lớn lao của toàn đảng, toàn dân. Mỗi kỷ vật đều mang một câu chuyện hào hùng, cảm động, toát lên giá trị quý báu về lịch sử, văn hóa. Năm 2020, di tích chiến thắng Bóc Cây Trường được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây chính là niềm tự hào của nhân dân huyện Bầu Bàng và trở thành địa chỉ đỏ cho thế hệ trẻ hôm nay. Thì đoàn thanh niên tổ chức chương trình về nguồn cho đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên. Thì các chương trình về nguồn như là chương trình kết nghĩa với lại đơn vị phường 2 cải lại Tiền Giang là nơi sinh ra của anh hùng Trừ Văn Thố. Thì có về với gia đình, có tổ chức dân hương và dùng những bữa cơm thân mật cùng với gia đình. Qua đó thì cũng giáo dục được cái truyền thống, cái lòng yêu nước cho giới trẻ thanh niên của địa phương hiện nay. Ở bất cứ giai đoạn nào, việc giáo dục lịch sử địa phương cho giới trẻ cũng rất cần thiết. Hiểu được điều này, ngoài những dịp lễ lớn được chính quyền địa phương tổ chức hoạt động tham quan, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bạn trẻ xã đoàn Trừ Văn Thố còn tổ chức thêm nhiều chuyến về nguồn với nội dung chương trình riêng. Qua đó, thu hút được đông đảo các bạn trẻ tham gia, học tập và bảo vệ, chăm sóc di tích. Tụi em được tham quan khu di tích của chiến thắng Bóc Cây Trường và trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các khu di tích sử, bảo vệ an ninh trật tự của địa bàn xã. Di tích chiến thắng Bóc Cây Trường là di sản quý giá của nhân dân. Các cơ quan ban ngành địa phương cần tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động mang tính lâu dài để công tác giáo dục lịch sử, di sản cho giới trẻ đạt nhiều hiệu quả hơn nữa, giúp các em nâng cao hiểu biết, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, có ý chí quyết tâm trong học tập, xây dựng và bảo vệ quê hương.